Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, nhận lời mời của ban tổ chức Khóa tu Kiết Đông, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm về chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho để thuyết trình chuyên đề về hướng dẫn Phật tử và Hoằng pháp đến với chư tăng ni hành giả đang tham dự khóa tu Kiết Đông lần thứ nhất do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức. Trước khi chia sẻ chuyên đề, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm muốn được chuyển tải ý nguyện được như là một hành giả tại khóa tu, là người con của Phật giáo Tiền Giang, để trao đổi những tâm nguyện đến với chư tôn đức Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa bày tỏ niềm hoan hỷ với việc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà tổ chức những khóa huân tu cho các vị đang điều hành Phật sự là những người gương mẫu của giáo hội. Thượng tọa cho rằng muốn làm tốt các công tác của giáo hội và đại tăng giao phó thì mỗi cá nhân chư tăng ni phải thành tựu giới định tuệ. Nếu không có nền tảng này thì không thể hoàn thành sứ mệnh được giao. Có 4 nguyên tắc người điều hành Phật sự cần phải trang bị, đó là đối nhân dĩ hòa, đối sự dĩ trực, đối thượng dĩ kính, đối hạ dĩ bi. Nghĩa là giao tiếp với người thì phải hòa kính, đối với công việc thì phải dụng tâm chính trực, công bằng để xử lý, phải cung kính các bậc trưởng thượng cao hạ và có lòng thương với những người nhỏ, từ bi với người hậu học. Là một người tu sĩ, nếu đang nhận trọng trách của giáo hội giao phó thì sau khi hoàn thành trách nhiệm của tập thể, bản thân phải trở về lại với vai trò ban đầu là một nhà tu hành chân chánh, phát túc siêu phương, vui với hạnh giải thoát. Với chuyên đề thuyết trình hôm nay, Thượng tọa cho rằng giáo hội vận hành và phát triển phải bắt đầu từ nền tảng căn bản tại các cơ sở tự viện. Tự viện và tăng ni là nhân tố cơ bản của giáo hội. Vị trụ trì tiếp tăng độ chúng căn bản, tổ chức khóa tu cho Phật tử có nề nếp là người đang thực hiện vai trò hướng dẫn. Nếu vị trụ trì thường tổ chức giảng pháp, tư vấn các pháp tu, pháp học cho Phật tử thì là người hoằng pháp. Cho nên nói vị trụ trì tự viện là nhân tố căn bản của giáo hội. Tại đây, Thượng tọa cho rằng người tu sĩ thực hiện đầy đủ 2 nhiệm vụ chính là hoàn thiện tự thân và phổ hóa chánh pháp đến với mọi người, đem đạo vào đời. Trong thời đại ngày nay, người làm trụ trì nói riêng và tu sĩ nói chung phải thông thạo giáo luật, hiến chương, quy chế hoạt động của ban tăng sự và các ban ngành trực thuộc, tìm hiểu về luật tín ngưỡng tôn giáo và một số luật liên quan đến các hoạt động Phật sự để không bị sai phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội và đạo pháp. Người tu sĩ đang thừa đương Phật sự, đang nắm giữ chức vụ trong giáo hội và các cấp cần phải cố gắng hoàn thiện nghiệp vụ của mình, phải rõ ràng giáo luật và tường tận giới luật để duy trì chánh pháp tồn tại lâu dài, làm lợi ích cho nhân sinh và hộ quốc trường thịnh. Thượng tọa cho rằng ngành hướng dẫn Phật tử ngày nay cần thành lập phân ban Phật tử chuyên nghiệp để có phương pháp hướng dẫn cho các đối tượng Phật tử chuyên biệt theo nghề nghiệp, trình độ và tuổi tác. Từ đó duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Phật giáo thêm lớn mạnh. Cho nên vai trò thứ hai của vị trụ trì đem đạo vào đời là rất khó. Đòi hỏi chư tôn đức tăng ni phải có sự quyết tâm, thao thức và nhẫn nại. Người làm công tác hoằng pháp không phải chỉ thuyết pháp trên pháp tòa, hoằng pháp còn phải được thể hiện qua hình ảnh tu học, cách sống của người tu sĩ. Thượng tọa cũng nhắc lại các nguyên tắc thuyết giảng trong quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương nhiệm kỳ 9 để chư tôn đức nắm vững. Cho dù không là người đang giữ chức vụ trong Ban Hoằng pháp hay vị trụ trì cũng cần phải nắm vững. Bởi vì theo như Thượng tọa chia sẻ với người trụ trì đang là nhà hoằng pháp, là người đang hướng dẫn Phật tử, Thượng tọa cho rằng đây là con đường phụng sự giáo hội, báo đáp ơn đức chư Phật, chư tổ tiền bối. Cuối buổi thuyết trình, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã thay mặt ban tổ chức khóa Tu Kiết Đông năm 2023 gửi lời niệm ơn đến Thượng tọa Thích Phước Nghiêm. Ngoài là trách nhiệm được phân công với thâm tình pháp lữ đồng tu, Thượng tọa đã trở về chia sẻ những kinh nghiệm chuyên ngành giúp cho chư tăng ni tỉnh nhà thêm vững chãi trên con đường phụng sự phía trước. Thượng tọa Thích Quảng Lộc bày tỏ mong muốn trong các Phật sự sắp tới, nhất là việc thành lập cấp hành chánh thứ tư của giáo hội còn khá mới mẻ, rất cần sự tư vấn hỗ trợ đặc biệt của Thượng tọa Thích Phước Nghiêm để Phật giáo tỉnh nhà hoàn thiện Phật sự này trong thời gian sớm nhất, làm ổn định tăng ni và góp phần trang nghiêm giáo hội.